Thôi bây giờ lên trên kia. Lên trên kia anh trai lên. Ê, lên lại. Anh Dĩ ơi. Các nhà tài trợ ơi lên lại. Mấy người tôi chúc một người tới này tất cả lên. Rồi lên lại chúc mừng lại anh Dĩ vô. Anh Dĩ tiền kém lên Dĩ. Xì đỏ. Bận bộ đồ của đang quay chương trình luôn, không dám thai, sợ thai xong rồi không có kịp để ăn. Thấy thường quá, bên đây mưa nữa rồi. Dạ mưa nữa. Rồi cảm ơn các nhà tài trợ. Cảm ơn Tiên. Cảm ơn ban giám khảo. Ba giờ sáng làm sinh nhật tiếp nữa. Nhớ là qua 12 giờ rồi nhớ lên chương trình. Đúng rồi, qua 12 giờ ăn sinh nhật tiếp nha. Cảm ơn vừa ăn. Hôm nay sinh nhật vừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đó rồi chắc mình đi cái kia là không có mấy cách đi nó khó tình cảm quá vậy. Mắt nhìn mắt con là không dữ vậy. Làm mê quá, làm mê quá. Quá. Hết mưa luôn rồi. Cái mưa này có nước lên có nước ăn cho nha. Đó. Đang ăn mà không mưa hả? Không thấy gì hết rồi. Nói gì luôn đi. Hỏi lão nè, lão chân chưa mấy anh chưa? Cái gì thế nào? Đùa đùa mà. Nói thiệt á. Mưa rồi. Ai cũng cuối trong mấy mưa bí mật rồi. Không biết sao tại vì hôm nay mình gala mà nói là biết trước không hay. Để cho bà con theo dõi mới chuyện hấp dẫn. Gia đình chúng tôi lâu lắm cái dịp để ngồi chung mà có sự hai bà thân thiết như thế này. Chỉ có con gái mình có gia đình nào mà được vậy? Có gia đình nào được vậy? Bà lớn bà nhỏ thằng bà. Hai người đó là cái út của mình về em. Có anh về. Của mẹ chị. Trời ơi, nổi với Tuấn rồi hả? Lâu rồi. Ủa? Mới tuyên bố xấu có thấy hả? Chị, của anh thấy cũng đi rồi. Đi ha, rồi hỏi vậy. Chuyện đặc biệt mà. Thì anh không có làm cái lễ gì lớn tuyên bố chứ. Sao đó thì mình ăn mừng. Em tài trợ đi. Dạ. Bây giờ anh chị tài trợ, em tài trợ anh chị làm cái lễ cho nó mặc đồ con dâu đàng hoàng. Hay quá. Đúng rồi. Hay quá. Lễ nhân trà đàng hoàng. Cho bả cái hộp bự nha. Anh ta còn nhớ đâu. Lúc đầu anh em cũng phải có những giây phút thư giãn như nhà cả nhà. Nó làm cho hương phấn. Bữa sáng giờ tao nói bây giờ mới ăn á. Bữa sáng vừa tặng cho mình một miếng bánh chuối. Nhưng mà ở nhà thì là đã bà có cho mình uống một cái lon. Xin mời cả nhà nhớ hẹn cho mình cái nha. Gọi là đăng ký cho mình cái nha. Mỗi người em bây giờ cho mình cái danh cá của anh á, kênh á. Cháo đỏ đỏ nha, bị về trên cái kênh của mình ở trên mạng sao thấy nó nhiều quá. Áo của mình á, nhiều áo nhưng mà có cái áo màu đỏ đỏ mới đúng lời của mình nha. Mai người ta đổi mấy kênh giả đổi hắn áo đỏ đỏ. Không ờ nếu mà đổi thì anh thông báo sau nha. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Chúc một buổi chiều thật là an lạc. Cái cô nó có nhiệt tình ghê luôn á. Tội nghiệp quá.